Mọi người, bữa nay mình chia sẻ clip Gobe đóng từ mút lỗ đóng từ nha mọi lên YouTube luôn. À, lên YouTube. Dạ, ba tôi khởi công như thế này nè. Mày lên hả vậy? Để lên YouTube đi. Bạn chơi. Có quay với tao không? Có luôn, ai làm quay hết. Nên là bạn là ai cũng biết hết trơn đó, em biết là tôi cất nhà hết rồi. Ở hai thợ phòng rồi chưa đó nữa thì họ nó bấm vô nó nói như cái gì đó bây giờ mặt ta cũng biết rồi. Cái đó là cái máy đi nó quay giúp chưa không là cái đó cái chi không nổi không sợ lên mạng không có cái mẹ ta chửi hết em luôn rồi đồ cũng như mày được cỡ cái mạnh được chỉ gì đâu thầu không chỉ gì trơn lên mạng phải mà lên nhiều người coi chứ vậy là xin vẫn thấy là cũng lên là xin thấy rồi. Ừ. Rồi thấy hết rồi. Sáng giờ tính qua sáng giờ làm chuyện. Có vậy mà không biết gì hết. Không có kênh mới đăng được những bài. Dạ.
cầm mấy cục đá nó xuống cho nó dẻ làm nền luôn. Múc đất đang làm lỗ cừ nha các bạn, đóng cừ đang đổ cột đó các bạn. Nước bạn ơi. Ê, nước mà nhầm mẹ gì vậy?
đây nằm nằm dưới đó bà. Lên miếng nấu gì cũng chạy không? Quay mình vừa nói nha.